Chào anh em. Hôm nay các anh sẽ giới thiệu với anh em cái loa súp hơi ô tô 20 bát 20 các bác nhá. Chiều dài của nó là 12 cm, chiều ngang là 29,5 và chiều dài là 43 cm. Loa súp hơi 20 dành cho ô tô, giá là 650.000. Anh em muốn dùng súp hơi thì anh em phải mua cái âm ly 5.1. Nhiều quảng cáo âm ly 5.1 nhiều quen rồi. Anh em phải mua cái âm ly 2.1. Ví dụ ở đây là con Lepi 838 này, nó tầm 100W. Thì nó sẽ có hai kênh tiếng này ra loa bass này và một kênh siêu trầm để ra loa trầm này nhá. Đấy, là con này cũng đánh cũng là ok rồi. Giá rẻ và đánh ok. 220.000. Lepi 838. Đấy, nó có cổng công suất. Đánh súp hơi thì anh em mới đánh được súp hơi nhá. Tăng tiếng trầm cho trên xe. Còn nếu anh em có điều kiện hơn ấy, là con này. Con này 300W thôi nhá. Con này tầm 100W thì con này 300W, công suất thật luôn đấy, không báo ảo đâu. Mà con này phải chạy 24V anh em nhá. 24V. Vô đánh súp 20, 25, 30 là ok. 300W thì mỗi kênh sẽ là 75W và kênh súp siêu trầm ấy là 150W. Cái này nhớ anh em nhớ là chạy 24V đến 32V như DC nhá. Nó mới kéo nổi. Chứ còn 12V thì anh em không thể dùng được con này. Mà dùng con này thôi. Hoặc là khỏe hơn con này một chút thì có con Lepi 168S, giá là 400.000. Con này thì video có nhiều rồi, còn anh rất là khỏe, công suất thật luôn. À, con này giá là 850.000, không có Bluetooth. Phiên bản có Bluetooth là 950.000. Anh em mua hàng xin liên hệ số máy 0964 867 866, hoặc là xem những phần thông tin ở phần mô tả. Rồi, xin cảm ơn anh em.